Con chào quý cô bác anh chị và tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 29 tháng 2 năm 2023. Con hôm nay con có một cái lô việt quất này đã giữ ở vườn rất là lâu rồi. Và cây đang bật chồi rất là đẹp, đặc biệt là đang ra hoa. Ngày hôm nay nhà vườn Cát Tường con xin giới thiệu tới mọi người cái lô việt quất tứ quý nhá. Cây đang có chiều cao, của cây này đang có chiều cao từ 60 đến 70 cm. Tùy theo cây nhé mọi người. Và đặc biệt cái lô việt quất này nhà con nó là dòng tứ quý, thân gỗ nhá. Hoa của nó rất là thơm này, trắng khôi, tinh khôi và mùi rất là thơm, rất là dịu nhá. Đây, cây đang có hoa và quả lon rất là nhiều. Mùa cây này con đã dưỡng ở vườn rồi, thế nên các bác mua về sẽ không có lo sợ là cây nó bị làm sao nhá, bởi vì cây đang bật lộc rất là khỏe này. Đấy, bầu rất là ổn định nhá. Cây này con dưỡng được 2 tháng ở vườn rồi, gần 3 tháng rồi. Cây đã ra quả, ra hoa tại Việt Nam luôn nhá, không phải là mình nhập về đã có hoa đâu ạ. Cây này nó tự ra hoa ở Việt Nam nhá. Cây rất là sai, đặc biệt đó là dòng thân gỗ nhá. Thân gỗ thì là cây nó sẽ rất là bền, rất là khỏe, phát triển rất là tốt, khí hậu Bắc Trung Nam đều có thể trồng được nhá. Con dưỡng thử cái lô này thì thực ra con lấy về là 40 cây nhưng mà con đã bán gần hết rồi. Nhưng còn cái lô này thì cái đợt ý là nó hơi kém nên con bớt lại, nhưng mà bây giờ cây đã đang bật lộc rất là đẹp rồi này. Mọi người có thể nhìn thấy nhá. Khi mọi người nhận hàng, mọi người thì có thể kiểm hàng giúp con nhá. Mọi người có thể kiểm hàng giúp con cái cây mình nhận nhá. Cây rất là đảm bảo, rất là yên tâm khi mọi người mua hàng nhá. Đây là cây việt quất tứ quý nhá. Số điện thoại của nhà vườn con là 0375227484. Cây rất là đẹp nhá mọi người ạ. Đấy. Đây những cái cây xấu rồi con bỏ lên đây thì nó cũng đã bật lộc, lật hoa lên giật đây. Rất là đẹp này. Quả nó cũng ra rồi, quả nó ra hơn. Thế đấy, kể cả những cái cây xấu con bỏ lên đây con dưỡng riêng ra, nhưng mà nó cũng đang lên rất là đẹp rồi. Mọi người có thể yên tâm để mua cây nhé. Đây là việt quất tứ quý này. Tiếp theo con xin giới thiệu sang mọi người cái lô cherry nhà con mới về nhé. Cherry nhà con mới về thì là cây nó có chiều cao từ khoảng 1m2 đến 1m3 nhé. Cây có chiều cao từ 1m2 đến 1m3 này. Cây rất là sum, rất là đẹp nhé. Mọi người có thể nhìn thấy này. Đấy. Cây rất là đẹp nhé. Rất là sum. Và nó đang phun lộc lên rất là nhiều này. Phun lộc lên rất nhiều nhá. Đấy, phun lộc lên những cây lộc này nó thế sẽ dễ, nó sẽ mang theo hoa và cây nó sẽ bật hoa luôn nhá. Cây phun lộc rất là nhiều. Đấy. Cây rất là đẹp này, cherry Brazil nhá. Cái cây này thì ở vườn con đang bán là 280.000 một cây nhá. 280.000 một cây các bạn. Bác nào đang có muốn trồng cherry thì liên hệ cho vườn, số điện thoại là 0375227484 nhá. Đấy, con quay cận cảnh cho các bác. Như cái cây này, cái này là con thấy nó đã có hoa, có trái rồi này, có trái non này. Đấy, hoa với trái non nhá. Đấy, cherry con về rất là nhiều. Bác nào muốn trồng thì liên hệ cho con nhá. Đấy. Đây, là cherry Brazil này. Tiếp theo là cái cây cây biwa nhá. Vườn con còn 3 cây biwa, cây này con lấy để cây số 1 nhá. Cây biwa này đang có chiều cao là 1m6 đến 1m7 nhá. Và hiện tại là cây đang có hoa, có quả và đang có quả rất là sai này. Quả rất là to nhá. Khi chín nó sẽ có màu vàng óng và ăn rất là ngọt nhá mọi người ạ. Cây này cây biwa nhá. Cây này cây số 1 này. Tiếp theo đó là cây số 2 này. Đây, cây số 2 đây nhá. Cây số 2 này. Biwa bên con đang bán là 700.000 một cây nhá. 700.000 một cây bao ship. Đấy. 700.000 một cây bao ship này. Đấy, 700.000 một cây 3 ship. Cây này cây số 3 nhé mọi người. Cây số 3 này. Đây là cây số 3 nhé. Cây số 3. Đấy. Rất là mong mọi người ủng hộ cho vườn nhé. Con xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.